Xin được gửi đến quý vị những tin tức về kinh tế. Thưa quý vị, sáng ngày 29 tháng 8, Tổng cục Thống kê công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023. Theo đó thì chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 năm 2023 tăng 0,88% so với tháng trước, khu vực thành thị tăng 0,87% và khu vực nông thôn tăng 0,89%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước, riêng nhóm bưu chính viễn thông giá giá giảm 0,17% thưa quý vị và giá xăng dầu cũng như là giá gạo trong nước tăng theo giá thế giới là những nguyên nhân chính khiến cho CPI tháng 8 năm 2023 tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Và theo Tổng cục thống kê thì so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng các tháng từ đầu năm đến nay có xu hướng giảm, trong đó thì CPI tháng 1 tăng cao nhất với 4,89%, sau đó thì giảm dần đến tháng 6 mức tăng chỉ còn 2%, tháng 7 tăng ở mức 2,06%, sang tháng 8 thì mức tăng đã bật lên 2,96% thế nhưng mà vẫn thấp hơn so với các tháng đầu năm nay và báo VTC News cũng đã đưa tin. Cụ thể chỉ số giá vàng tháng 8 năm 2023 tăng 0,64% so với tháng trước, tăng 3,93% so với tháng 12 năm 2022, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, bình quân 8 tháng năm 2023 tăng 1,54%. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8 năm 2023 tăng 0,57% so với tháng trước, giảm 1,16% so với tháng 12 năm 2022, tăng 1,43% so với cùng kỳ năm trước, bình quân 8 tháng năm 2023 tăng 2,27%, lạm phát cơ bản tháng 8 năm 2023 tăng 0,32% so với tháng trước, tăng 4,02% so với cùng kỳ năm trước bình quân 8 tháng năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung tăng 3,1%. Nguyên nhân chủ yếu do bình quân giá xăng dầu trong nước 8 tháng năm 2023 giảm 17,56% so với cùng kỳ năm trước. Giá ga giảm 11,3% là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản. Vâng thưa quý vị và cũng liên quan đến tin tức giá gạo. Ấn Độ cấm xuất khẩu tất cả loại gạo tẻ thường từ 20 tháng 7 đã làm thị trường gạo thế giới tăng nhanh. Và mới đây thì vào ngày 25 tháng 8, quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới này lại tiếp tục áp mức thuế xuất khẩu 20% với gạo đồ. Kết phiên ngày 28 tháng 8, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam tiếp tục tăng cao lên 643 đô la Mỹ một tấn, cao hơn gạo Thái Lan 13 đô la Mỹ một tấn. Đây cũng là mức cao nhất trong vòng 15 năm qua, bài viết được đăng tải trên báo VN Express. Trong lúc các loại gạo Việt đồng loạt tăng trong năm phiên gần nhất, hàng Thái lại quay đầu giảm. Trong khi đó, gạo 25% tấm của Thái Lan Phiên ngày 28 tháng 8 rớt xuống 563 đô la Mỹ một tấn, thấp hơn gạo Việt 65 đô la Mỹ. Tương tự gạo 100% tấm Thái Lan rớt xuống 459 đô la Mỹ một tấn. Theo các doanh nghiệp, sở dĩ giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng vọt vì nhu cầu thật từ thị trường thế giới lớn, trong khi đó thì giá lúa gạo nội địa liên tục tăng từ ngày qua khiến cho các doanh nghiệp xuất khẩu buộc phải chào giá cao mới có thể chốt được hợp đồng xuất khẩu mà không bị thua lỗ. Hiện giá thu mua lúa tại thị trường nội địa đắt đỏ, giá các loại lúa đều tăng lên gần 8.000 đồng 1 kg. Với mức giá này, nếu quy ra gạo xuất khẩu tương đương giá 670 đến 680 đô la Mỹ một tấn. Thưa quý vị, Cà Mau buộc phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai hôm 24 tháng 8 sau khi tỉnh này ghi nhận có tới 6 điểm sạt lở bờ biển đặc biệt nguy hiểm. Vâng thưa quý vị và theo Chí trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, diễn biến sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long đã có những thay đổi nên cần có những ứng phó linh hoạt và Báo Dân Việt đã có bài phỏng vấn với Thứ trưởng về vấn đề này. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng diễn biến của sạt lở đã khác trước, không còn theo quy luật. Trước đây thì ở đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở ở sông Tiền, sông Hậu là cơ bản như nhau. Tuy nhiên những năm gần đây tập trung sạt lở sông Tiền nhiều hơn. Qua nghiên cứu và đo thủy văn thủy lực, cho thấy dòng chảy trong mùa khô có xu thế tăng lên, dẫn đến xu hướng dịch chuyển nước từ sông Tiền sang sông Hậu trong mùa khô mạnh hơn trước rất nhiều. Nguyên nhân gây sạt lở là do dòng chảy thay đổi, tất cả những tác động làm thay đổi dòng chảy sẽ gây ra sạt lở. Chính việc nước chảy từ sông Tiền sang sông Hậu trong mùa khô đã gây ra một hiện tượng thứ hai là sạt lở các đoạn sông, kênh dẫn nước từ sông Tiền sang sông Hậu. Đặc biệt tình trạng này càng ngày càng tăng lên và có tốc độ rất nhanh sạt lở có nhiều nguyên nhân có thể là do địa chất do mưa nhưng ở thời điểm hiện nay cứ nói do biến đổi khí hậu nhưng ở một số điểm lại là do con người là nhiều như vậy mỗi một khu vực điểm sạt lở lại cần phương án tiếp cận khác nhau vì nguyên nhân cũng khác nhau vâng thưa quý vị và ẩm thực truyền thống việt nam luôn là một đề tài thu hút được sự quan tâm của các vị nguyên thủ và chính khách cho dù họ có một lịch sử làm việc làm việc dày đặc khi mà ghé thăm việt nam sáng nay thì trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng singapore bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn đã mời bộ trưởng ngoại giao singapore vivian balarisman thưởng thức văn hóa ẩm thực truyền thống của việt nam tại một ngôi nhà hàng trên phố lý thường kiệt và hai bộ trưởng thì đã cùng nhau thưởng thức món phở bò cùng với quẩy. Các thành viên khác thì cũng dùng phở gà, bún thang, bún cá hải sản và cả xôi nữa. Sau đó thì thành viên hai đoàn đã cùng thưởng thức cà phê trước khi bắt đầu ngày làm việc bận rộn. Cách chế biến món ăn tinh tế cùng với nguồn nguyên liệu tươi ngon của nhiều vùng miền khiến cho ẩm thực Việt Nam luôn chiếm được tình cảm của những người sành ăn, kể cả các vị chính khách quốc tế. Báo Việt Nam Net đưa tin. Trên trang Facebook cá nhân, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore cho biết, ông vui mừng được trở lại Hà Nội cùng Thủ tướng Lý Hiển Long sau chuyến thăm hồi tháng 6 năm 2021. Ông viết, cuộc gặp gỡ tuyệt vời với các lãnh đạo Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và người bạn tốt của tôi, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hợp tác song phương của chúng ta đã phát triển ổn định, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tín dụng carbon và hợp tác phát triển nguồn nhân lực. Hồi giữa tháng 7, nhân viên nhân chuyến thăm Singapore, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn được ông Vian Balakrishnan mời tham quan thưởng thực phẩm sưởng phố của nước này tại Maxwell Hawker Center. Đây là một trong những trung tâm ẩm thực nổi tiếng và lớn nhất Singapore, tập trung các quán ăn đường phố với hơn 100 quầy hàng hai bộ trưởng đã thưởng thức món bánh kép, dùng cơm gà Hải Nam và uống trà sữa kiểu Ấn Độ. Thưa quý vị, hiện nay 29 tháng 8, một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Sao La đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc đảo Luzon của Philippines. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin đầu tiên về tin bão gần biển đông, cơn bão Sao La. Thông tin có trên báo VOV. Vâng thưa quý vị và theo chúng tôi cập nhật thì vào lúc 7 giờ vị trí tâm bão vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 123,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc của đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 từ 150 cho đến 166 km h giật cấp 17 và di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc khoảng 5 km h trong 24 đến 48 giờ tới, khoảng 7 giờ ngày 30 tháng 8, bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. 7 giờ ngày 31 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ, có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, cương độ có khả năng yếu dần. Chiều và tối 29 tháng 8, ở Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cảnh báo mưa rông và mưa lớn cục bộ tại khu vực Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 31 tháng 8. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Thưa quý vị, từ lâu ngày giảm tháng 7 âm lịch hàng năm được biết đến là ngày lễ vu lan báo hiếu, ngày con cháu bày tỏ lòng thành kính báo hiếu ông bà, cha mẹ. Và trong những ngày này, ngoài việc chuẩn bị mâm lễ cúng gia tiên, thắp nén hương tưởng nhớ đến người thân đã khuất, nhiều người còn đến chùa để tham gia những lễ cầu siêu. Dạ vâng và nói về một lễ Vu Lan thì Đại Đức Thích Nguyên Chính, Phó Tránh Văn Phòng Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đã đưa ra lời khuyên đó là chùa thì khuyên các Phật tử chúng ta sẽ hạn chế đốt vàng mã, lấy tiền đó để có thể làm từ thiện hay là cung phụng cha mẹ khi mà cha mẹ còn sống. Còn chúng ta có tâm thì kể cả là một bộ quần áo thôi cũng là nhiều. Quan trọng nhất là tâm. Chúng ta mong muốn các cụ siêu thoát khi mà siêu thoát thì không thể nhận được những đồ đó. Do vậy chúng ta không nên đốt nhiều vàng mã. Báo VOV có đưa tin cụ thể lễ vu lan là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc tuy nhiên trong những năm gần đây với suy nghĩ trần sao âm vậy nhiều người dân vẫn cứ thói quen đốt vàng mã với suy nghĩ đốt càng nhiều thì càng được tổ tiên phù hộ độ trì cho con cháu ăn nên làm ra không ít người đua nhau sắm các loại hàng mã như ô tô xe máy nhà lầu tv bằng giấy đồng nghĩa với việc mỗi năm người dân đốt hàng nghìn tỷ đồng cách hiểu này ảnh hưởng không nhỏ đến những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc đại đức thích nguyên chính khuyên rằng những ai còn đầy đủ cha mẹ hãy trân trọng những giây phút thiêng liêng này khi còn được hưởng niềm vui bên cha mẹ đừng để hối hận vì không sống chọn đạo làm con chọn đạo làm người Thưa quý vị, theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố vào sáng 29 tháng 8, tháng 8 năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 60,92 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,7% so với tháng trước, thế nhưng vẫn giảm 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi tính chung 8 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 435,23 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Vâng ạ, và có thể thấy là sau thời gian dài ảm đạm thì xuất khẩu của chúng ta cũng đã có những cái khởi sắc. Tuy nhiên thì các chuyên gia kinh tế cũng đã cho rằng là nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam thì vẫn đang gặp khó vì nhu cầu thị trường toàn cầu giảm mạnh và báo tin tức cũng đã đưa tin. Cụ thể việc nền kinh tế tiếp tục xuất siêu lớn làm dấy lên nỗi lo sản xuất công nghiệp và xuất khẩu tiếp tục gặp khó trong thời gian tới bởi kinh tế Việt Nam phụ thuộc lớn vào nguyên nguyên phụ liệu nhập khẩu nhưng nhập khẩu thời gian qua giảm chứng tỏ doanh nghiệp vẫn đang thiếu đơn hàng nên chưa có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả xuất nhập khẩu, nhiều chuyên gia thương mại cho rằng phía Bộ Công thương cần phải tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại hướng đến các thị trường mới, thị trường còn tiềm năng như Ấn Độ, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ Latin, Đông Âu và các thị trường ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát và tăng trưởng khả quan như ASEAN. Ngoài ra khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA, tạo thuận lợi hóa, tăng cường chuyển đổi số trong công tác cấp giấy chứng nhận, xuất xứ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO ưu đãi, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các cam kết trong hiệp định FTA. Thưa quý vị, Bình Thuận là thủ phủ trồng thanh long của cả nước với diện tích lên đến là 27.000 ha. Hiện giá thanh long ruột trắng loại tốt dao động trong khoảng từ 10.000 cho đến 12.000 đồng 1 kg, ruột đỏ khoảng 15.000 cho đến 17.000 đồng 1 kg và theo nhiều nhà vườn, đây vẫn là mức giá đảm bảo lợi nhuận. Thế nhưng thị trường những năm gần đây, nhiều người vẫn lo lắng bởi giá rất bất bênh lúc bán được và lúc không. Vâng thưa quý vị, từng là mặt hàng xuất khẩu trụ cột chính trong ngành hàng rau quả, thế nhưng thanh long giờ đây đang gặp nhiều khó khăn khi mà diện tích ngày càng tăng và nhiều lần sụp giá ở thị trường Trung Quốc, báo điện tử Thanh niên đưa tin. Cụ thể, một người từng có vườn thanh long lớn nhất nước chia sẻ, giai đoạn hiện nay giá thanh long đã chạm đáy mà nguyên nhân chính là Trung Quốc đang trồng quá nhiều thanh long. Thanh long là loại cây cho trái quanh năm nhưng hiện chỉ còn tiêu thụ được theo mùa mà Trung Quốc không có, nên tôi phải tìm hướng đi mới ở góc độ ngành hàng rau quả, tôi nghĩ cũng cần nhìn lại thực tế hiện nay của mặt hàng thanh long và xác định chiến lược giải pháp lâu dài. Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Vinafruit, Đặng Phúc Nguyên cho biết, hiện tại diện tích trồng thanh long của Trung Quốc lên đến 65.000 đến 67.000 ha, sản lượng khoảng 1,6 triệu tấn, hơn cả Việt Nam là 1,3 đến 1,4 triệu tấn. Chất lượng thanh long của Trung Quốc không bằng Việt Nam, nhưng thời gian dịch Covid-19 vừa qua, hàng mình không qua được, người dân Trung Quốc cũng quen dần với hương vị hàng nội địa trong 1 đến 2 năm tới, thanh long sẽ còn gặp nhiều khó khăn nên cần nhìn nhận và chuẩn bị tâm lý.